Xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT. Thì trên màn hình cô chú hiện tại mình đang thấy đây là những cây sam trái mà loại mini quấn quái bên vườn con đang giao lưu ha. Những cây này á, vườn con có hai dạng, một là quấn quái như trên màn hình cô chú mình đang thấy, hai là tàn thiên nhiên đó. Tàn thiên nhiên và loại quấn quái này á là cùng một loại nha. Và vườn con hiện tại là mục đích giao lưu là để làm những cây bonsai mini nhỏ nhỏ, thì cô chú mình có nhu cầu thì cứ alo vườn con đó. Thì giá những cây này hiện tại vườn con đang bán là 39.000 một cây, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn cô chú mình mua 10 cây là sẽ được miễn phí vận chuyển luôn. 39.000 một cây sam trái quấn quái hoặc là tàn tự nhiên. Còn nếu như cô chú mình có muốn mà được mua cái cây nó bự hơn thì cô chú mình tham khảo cái dòng này, cũng là sam nuôi trái luôn nhưng mà được bên vườn con là trồng lâu hơn và cây nó to hơn ha. Vườn con trồng là 2 năm mấy 3 năm, cây hiện tại rất là to và có hai dạng, một là dáng quái bay, hai là dáng quái trực. Đó. Thì hai dạng này vườn con đang thanh lý với giá là 90.000 một cây nha. Đây nè, trái của nó nè, sam núi trái nha cô chú anh chị. Cô chú mình có nhu cầu thì liên hệ vườn con, số điện thoại là con để trên tiêu đề ha. Đó, sam trái 39.000 hoặc là 90, hoặc là loại nhỏ như thế này là 70.000 cây. Tùy theo cô chú mình lựa chọn thôi. Cảm ơn cô chú mình đã xem, ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì con cũng xin kết thúc video và tạm dừng tại đây ha.